Sau đây là một số quy định chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8 năm 2023. Kể từ ngày 15 tháng 8, người dân được đăng ký xe mô tô tại nơi tạm trú. Chủ xe là tổ chức cá nhân có trụ sở, nơi cư trú thường trú, tạm trú tại địa phương nào thì được đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Thông tư số 37/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe. Đáng chú ý là việc tăng mức phí sát hạch lái xe từ ngày 15 tháng 8 luật sửa đổi, bổ sung một số điều như biện pháp thi hành luật thanh tra, phong tỏa tài sản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bao gồm thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện giao dịch chuyển tiền qua tài khoản khác với thông tin không rõ ràng về mục đích, nội dung người nhận, sửa đổi. Từ ngày 1 tháng 8, tăng tuổi nghỉ hưu của công an nhân dân, cụ thể tăng 2 tuổi nghỉ hưu công an cho sĩ quan, hạ sĩ quan. Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi. Ngoài ra, Nghị định 33/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã sẽ thay thế 4 nghị định, trong đó không quy định chức danh công chức trưởng công an xã do đã bố trí công an chính quy ở cấp xã.